tiên xin chào mấy chị, mấy cô, mấy dì yêu sen đá ha. Chào tất cả mọi người yêu sen đá. Buổi sáng biết mấy chị yêu cà phê chưa ha? Trong vườn liên thì hôm nay là thứ sáu, ngày 12 tháng 5, ngày 20 ngày 20 24 tháng 5 2024. Liên có về một tháo thùng hàng ha. Thì với lại chậu hôm qua Liên có quay sơ, thì chậu Liên cũng bung sơ sơ thôi chứ chưa có bung hết. Từ đây tới chiều thì Liên ráng quay những cái mẫu chậu để bán. Thật sự ra Liên không có ship nổi, Liên chỉ bán mấy chị tới pick up ha. Tại vì Liên thật ra rất là muốn bán online về chậu, nhưng mà Liên không có, một mình Liên không thể nào ship được, nên có ai đó mà yêu thích thì thông cảm với Liên ha. Chịu thôi. Liên không làm nổi đâu. Rồi những cái hàng shipping đi á, là Liên sẽ gửi thứ hai ha. Tại vì Liên đang có trục trặc về đường shipping. Thứ hai Liên sẽ làm việc đường shipping cho mấy chị từ bản xa. Hôm qua Liên có quay clip có chốt cây mà cũng bận quá nên không có ship đi được. Nên là thường thường là thứ hai, thứ ba, thứ tư Liên sẽ ship hàng. Rồi hôm nay Liên sẽ tập trung vô việc ha. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà trong thời gian mà Liên làm việc có một mình, có đôi lúc cũng không có trả lời message hay phone kịp hay gì đó chậm trễ, nhưng mà Liên nếu mà đã thấy qua message thì Liên có ráng trả lời với là bán hàng ha. Còn nhưng cái nào hứa thì Liên cũng có ghi tên lên chốt hàng cho mấy chị á. Nhưng mà hồi xưa là Liên luôn luôn làm việc á, là quay clip rồi chụp hình thêm lại những cái đó, nhưng mà Liên không có giờ nữa. Bây giờ Liên bán á, là Liên sẽ chụp hình lại cho cái bó đó, là chốt cái số đó thôi, là một hai cái tấm hình đó. Bây giờ Liên không có thời gian để mà giống như thêm mấy chị, giống như là giúp mấy chị đếm, phải đếm mà giống như nhìn cho nó làm sao. Liên nói chung là chụp nhiều hình hơn mà Liên không có thời gian nữa, không có làm kịp, thì mấy chị ráng coi cái mẫu nào online. Liên cố gắng quay cho nó thật kỹ rồi chốt ha. Trừ khi những cái cây đặc biệt mà Liên chưa quay á, hay là cây gì nó khoát á, thì Liên sẽ quay mà rõ ràng chút xíu. Nói chung là buôn bán nó có một cái trải nghiệm từ từ, kinh nghiệm từ từ ha. Phần đi làm cái dưỡng phát mình á. Rồi sorry nãy giờ sáng sớm chưa cà phê mà nói hơi nhiều, tâm sự hơi nhiều ha. Thì Liên đặc biệt có những mẫu hàng đẹp rẻ, tại vì Liên lấy những có những mẫu hàng Liên lấy được giá tốt thì Liên bán giá tốt ha, thông cảm cho Liên. Rồi bây giờ thì Liên sẽ về hàng chùm rồi quay khoát. Liên hứa đục biến quay hoài mà không có thời gian để làm cái vườn á, tại vì mỗi lần hàng về thì Liên phải lo cho những cái hàng nó tốt tươi đó. Xong rồi Liên sẽ bán. Đây là mẫu mẫu đầu tiên là mẫu đầu tiên là Moonlight ha. Ủa cái số Moonlight qua mình cũng ghi xuống hả? Rồi chắc Liên làm một cái số mã giống như bình thường ha. Thì Liên nói lên một lần nữa là thí dụ mã nào số nào thì mấy chị giúp Liên á, là chụp hình á, gửi cái số qua giùm bên mấy chị giùm Liên, tại vì là nhiều khi mấy chị chốt số thông cảm cho Liên nha. Ai yêu thích thì ráng sorry mấy chị, cảm ơn mấy chị là nhiều, rất là phiền khi mấy chị chụp hình lại ha, nhưng mà mấy chị nói số chụp hình giùm Liên ha. Còn nếu mà lúc mà Liên bắt phone mà cái số đó Liên nhớ cái cây á, Liên xả ra Liên chốt liền, hay là cho nó ok chờ em chút hay gì đó, đợi em. Hôm nay em chính có việc rồi, Liên quay một mình. Liên cái mẫu đầu tiên là Moonlight ha. Liên sẽ đưa cái tên hình ha. Mẫu đầu tiên của Liên ngày hôm nay là mã số 70 ha. Tại vì mấy bữa trước Liên có làm số, Liên sẽ lộn 70 ha. Rồi Liên dán lên luôn ha. Rồi mẫu đầu tiên là Moonlight bự cao to, Liên sẽ đo ha. Là 70 đồng, phải rất là lớn.
Mã 70, 70. Trời ơi, nó lem, cái viết nó lem, chắc phải đổi cái viết khác. Đây là Moonlight. Đây mấy chị thấy không? Đây nha. Có nhiều cây đẹp lắm mà liên bán giá không? Đây là 7, mã số 70, 70 đồng ha. Không mở ra đâu à. Liên có mở mở thử một cái ha. Thì cái bó này á là Liên sẽ chốt gửi đi mẫu 70. Liên không có thời gian quấn lại, nhưng mà cái mẫu đầu tiên Liên cầm lên á là nó có hở cái cuốn á. Đây nè, nhưng mà nó không có gãy nha, nó chỉ hở thôi. Mấy chị chồng á là hay ai đó mua về chồng á là mua ngay cái khúc này nè, chồng ngay cái khúc này nè. Lắp đất lên tới đây gần đây cho Liên là ok nha. Mình ngay cái chỗ mắt này nè, lắp đất lên tới đây là được. Rồi. Thì mấy chị mua thì Liên lúc nào cũng tư vấn ha, cái này nó nhúc nhích thôi chứ nó đây nè. Nhúc nhích cái bông ở dưới đây nè. Đó, thấy không? Nhưng mà Liên lấy ra luôn nha, tại vì nó là thuộc cái kiểu nhỏ đó. Đó, vậy thôi. Là cái bó này là mẫu đầu tiên của Moonlight 70 ha. Đây. Đây là Red Moonlight ha. Đó, Red Moonlight ha. Thông cảm cho Liên nha, Liên đưa cái này cho nó dễ ha. Tại vì nhiều khi không nhớ tên đó. Mấy chị ở trong online á nói cái mẫu này mình không có đó. Liên mà có cái tên nào thì Liên đó, chứ giờ bây giờ nhiều khi đi lục cái tên lại cũng mệt. Thì có mẫu nào có tên thì Liên sẽ ráng có cái hình nữa để đưa cho mấy chị ha. Mấy chị cảm ơn mấy chị ủng hộ Liên nha. Rồi. Thì thí dụ không ai nhớ đó thì khó chụp hình lại nãy Liên đưa. Mẫu đầu tiên 70, Moonlight 70, mã số là 70 nhưng mà là 70 đồng. Cái gì vậy con? Ra đây mày mở cho. Đem ra đây mang dép vô. Liên đo chiều cao thôi ha. Bông thì Liên sẽ nhắm chừng là khoảng bao nhiêu bông, bao nhiêu hát. 70 và 70 đó là. Rồi, mẫu này là cao là 12 tới 13 nha. Cái mặt bông của nó, một bông là khoảng 5 tới 6 inch ha. Rồi Moonlight, Red Moonlight ha. Thì Liên không có thời gian vậy ha. Còn lúc mà Liên bán xong ship đi hết rồi á thì Liên làm việc xong là Liên sẽ vô chậu là ngày hôm sau, tại vì Liên muốn giữ đồ tươi đó. Rồi mấy chị đừng có lo, cái này cũng dễ trồng quá. Thì mấy chị trồng lại nó tươi thôi. Liên sẽ có cái mẫu bên kia nhưng mẫu chậu ha. Thông cảm mỗi lần Liên quay thì không giống như anh Chính nói vô trong clip đầu tiên đó, nó hơi lâu, Liên sẽ cố gắng làm thật là nhanh. Rồi, chào Liên chút. Tiếp theo là mẫu mới nha, sang mẫu mới. Mẫu mới này là mã số 64, 65 đồng tại mẫu mới. Cây này nó sẽ lên cái gân đen mà nó ửng vàng, vàng đậm á nha, chứ không phải vàng chanh nhạt á. Có nghĩa là nó sẽ thấy hai màu rất là rõ rệt ha. Rất là rõ rệt. Cái hai cái phần này nó giống ấy, nhưng mà nó khác biệt những cái khác á, là cái gân ở phía sau đen. Bây giờ là thật sự ra là đang về cây á, sang chùm á, là đang về những cái đời mới hybrid á, là nó thường nó đi theo cái gân đen á. Mấy chị ra cái mod của nó đó, cái đầu mới của nó là gân đen đó. Cây này nó không bị gì hết ha. Mẫu số 64, 65 đồng. Mẫu 64, 65 đồng. Cây này là dạng sang chùm lùng nha. Là cao 7, là cỡ gan tay mình ha. Đó, mấy chị thấy không? Nhưng mà đà bông thì Liên đếm sơ thôi, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Chắc khoảng 13 tới 15 bông ở trong, Liên chưa đếm ha. Là cái chùm nó rất là kêu. Thì mấy chị có thể trồng cái nào ngắn ngắn tròn tròn như vậy nè. Đó, thì nó giống như mình chưng trên kệ á, nó gọn gàng mà đẹp ha. Thì cái này mẫu mới mà mấy chị, thông cảm ha. Có những cái nó to hơn, cao hơn thì mẫu mới thường nó vậy. Đây là cái cây là Green Woman gì đó. Rồi mấy chị đọc giùm Liên nha. Đây, đây. Không biết mấy chị có thấy được cái mấy chị biết có thấy được cái chữ rõ không? Chắc nó bị ngược rồi ha. Không biết trong màn hình có thấy rõ không? Còn không, Liên sẽ chụp hình gửi qua cái mẫu đó ha. Mẫu 60 64, 65 đồng ha. Rồi ha, cái màu bên farm nó đưa cho mình nha. Rồi, Liên cố gắng làm cái tên nào để mấy chị chưa có biết có hay không á, là Liên cố gắng làm
Báo tên lên trên YouTube luôn ha, vậy cho nó dễ. Giờ nó nhiều quá rồi, hỏi Liên nhiều khi Liên ký không ra. Còn cái nào mà không ra thì Liên sẽ lục lại, ráng đưa tên cho mấy chị. Đẹp quá. Rồi xuống ha. Mẫu 64. Mẫu này Liên cũng không có nhiều đây. Mẫu 64 65 đồng. Thị trường chưa? Bây giờ mình chùm ba cái này vô. Mẫu mới bà con ơi. Đây nè, đó, mẫu mới nha. Ta ta. Rồi, 10 phút rồi bán có hai mẫu. Dở quá. Bán xem rồi 10 phút rồi có hai mẫu. Liên có cái hàng sunrise mà size lớn à, bữa Liên có bán size nhỏ, không phải size nhỏ mà là size của nó đó, là nó đưa ra là Liên bán 70. Hôm nay mấy chị chốt đi, Liên có mấy cây mà báo giá đặc biệt ha. Thì cái này là tượng trưng Liên sẽ ship đi, rồi Liên sẽ mở cái cây ra cho mấy chị coi đàng hoàng ha. Cái này cao cũng là 12 ha, thường cái này là size 12 chắc medium đó, tại vì size cao thường 16, 18 tùy là size lớn đó. Rồi, Sunrise mấy chị coi đi, Liên sẽ chốt đi cây này ha. Mã số cái này Liên có dán vô đâu rồi ta? Đâu rồi, thôi để Liên làm cái mã số nữa, Liên có dán sẵn. Ây da mấy chị ơi. Rồi, Liên bán tiếp theo là mẫu Sunrise là mẫu 71. Đây là cái số mã 71. Sunrise 75 đồng. Hôm nay giá đặc biệt tại vì Liên đã bán qua mẫu này của hình như là tuần trước hay là tuần trước nữa đó, một trong hai tuần ha. Thì cái mẫu này Liên đã bán ra là 70. Hôm nay là cây lớn mà bán lại giá đặc biệt ha. Thường mẫu này chắc là phải 85 đồng tại nó to đều bự á. Mà hôm nay Liên có giá đặc biệt là 75 đồng. Có mấy chị nào mua lần trước thì sẽ hiểu Liên ha, còn mấy chị chưa mua thì coi lại clip cũ Liên có báo. Hôm nay là cao, hồi nãy Liên đã đo rồi, 11 12 inch. Rồi bông thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hình như cái này Liên theo Liên biết là khoảng 20 bông hơn ha. Thì Liên sẽ dòng mấy chị ngắm nè. Sunrise thì màu rất là đẹp. Ủa Sunrise đâu rồi ta? Không biết mình còn bó nào, hình như Liên bán hết rồi cái mẫu đó nên không, Liên không có cho mấy chị coi. Thường ra là Liên coi là tại vì cái giá có những cây Liên phải nói rõ chút, là tại những cái cây giá đặc biệt á, mấy chị thông cảm cho Liên nha. Thì là giá đặc biệt có nghĩa là on sale hay là size lớn nhưng mà bán giá rất là bằng size nhỏ, 75 đồng. Đẹp nha. Cây này bụi này Liên đang cầm á, nó không có gãy, chỉ có cái này nó hở nhúc nhích cái một cái bông đây nè, cái nhỏ xíu, cái cành nhỏ nhỏ này nè đó. Rồi nhưng mà Liên nó dính luôn, nó không có rớt ra, nó hiu lại luôn. Nó rồi mấy chị trồng lên tới đây nha, Liên lúc nào cũng vậy ha. Rồi bự nè, dễ thương ha. Màu sinh ra là vàng cam hồng đỏ nha, có thể ánh lên nữa. Rồi Liên hôm nay có về đột biến của Sunrise luôn nha. Bây giờ Liên sẽ đo size cây Sunrise đột biến đây. Đây, Sunrise đột biến này đó, về hàng cao to giá rẻ. Liên sẽ làm số những cái mẫu này ha, tạm xuống mẫu này rồi Liên sẽ quay qua đột biến Sunrise lại cho mấy chị coi. Mấy chị lúc mà đang coi á là dễ hình dung được cái cây Sunrise mà khoét nó ra màu gì với màu gì nha mấy chị. Đây nè, cái mẫu lá của nó nè. Cây này thì nó được phía sau nó chưa lên màu ha. Thì mấy chị nào mà mới chơi chưa có Sunrise thì chốt Liên ha, giá rẻ đẹp ha. Còn mấy chị có rồi thì thấy tướng dáng cây nào đẹp thì gọi Liên ha, chốt cây đem về ha. Thì Sunrise thì thường cây khoét nó thì phải để theo số đo đàng hoàng ha. Còn cái thang chùm này mấy chị cứ việc chốt cho Liên là mẫu số 71 75 đồng là Liên sẽ chốt đi nha. Tại vì vừa cao to là bán 75 thôi. Thường size này phải tận tâm. Rồi Liên sẽ bán luôn cái cây mã số 72 này. Ồ quên nữa, cái tên Sunrise nè mấy chị. Đó, Sunrise Baragi ha. Đó, rồi. Đây là mẫu số 73 của cây khoét nha. 73. Đột biến khoét. 73 đột biến khoét. Bảy mươi ba được biến phát
Hôm nay Liên bán giá đột biến rất là đặc biệt nha. Cây khoai tiệc này cây dí nẻ lem quá. 73, số 73 95 đồng. Đây là số 73 95 đồng đột biến nha. Cây này cao tới 15. Chiều cao 15. Chiều ngang của cái cây này là 30. Chiều cao là 30. Ở quên chiều ngang 30, xin lỗi. Giờ đo mà riết rồi đi. Lộn cộng dở ghê. Bị gì sáng sớm chiều sáng. Đây nè mấy chị ơi, 10 bề cao của cái cây này là 30 inches. Ở quên 30, lộn rồi. 12 inch, liên đo cm. 12 inch ngang. Cao là 14 tới 15 ha. Rồi. Mẫu 73 95 đồng. Ngắm giùm Liên nha. Mẫu 73 95 đồng. Dáng cây thì không bị gãy gì hết ha. Đây là hàng khoét rồi. Còn đây là hàng chùm, màu sẽ lên rất là đẹp. Đó, cây này nó sẽ lên màu như vậy đó. Liên có trong vườn mấy cái cây sân roi rồi. Có rễ rất là đẹp. Ây da. Hôm qua Liên có về một khoai lát chậu đó mấy chị. Đây nè, mẫu chậu rất là đẹp. Cá bơi ha. Hoa sen quấn con cá nha. Liên cái này mấy chị có thể trồng cho Liên, Liên sẽ tư vấn ha. Thường cái này mình trồng tới đây nè. Đó, cho cái dáng nó đẹp ha. Mình bỏ cái phần này đi nha. Cây đột biến á, thường có anh chính nó đỡ, Liên cầm anh chính quay, nhưng mà hôm nay Liên tự quay thì Liên nói sơ sơ về cái cây thôi đó, mấy chị thấy không? Liên tự làm không có đồ xoay ha. Rồi cây này Liên xuống nha, có ai chốt cây này 95 đồng thôi nha. Sunrise Vadagay 95 đồng, to bự nha, 16 15 inch, cao hình như 12 hay 11 inch ngang á. Không gãy không gì hết ha. Liên sẽ xuống. Rồi cái mẫu chậu này Liên đang cầm là hàng mới về nha. Lát nữa Liên sẽ quay màu rất là đẹp. Chậu rất là đẹp. Mẫu chậu này cao là 8 inch. Họng ngang là tùy cái ha. Cái họng này nó xéo là 6, tại nó đi theo cái vợn á. Mấy chị ngắm thử coi mẫu này đẹp không. Mẫu này Liên đề rất là nhiều. Lát nữa nếu mà Liên được á, Liên quay lại Liên báo giá hay gì đi ha. Tại vì cái mẫu này Liên bán theo cây thôi. Hoa sen đây rất là đẹp ha. Thực ra Liên bán chậu mấy chị ở đây biết rồi. Liên hoa rồi, giống như là theo cái cây á. Mấy chị thấy không, mấy cái cây sinh roi á, bự đẹp nè. Đó. Mần có rổ luôn mấy chị thấy không, rất là to mà giá rất là hữu nghị ha. Hôm nay Liên bán giá rất là hữu nghị. Cái này nó có hai nhánh nhưng mà dáng rất là đẹp. Tươi rói. Đây là màu xanh rơi. Rồi giờ nó mờ quá. Cây này nó có tầng này ha. Cây này nó vô cái chậu này cũng đẹp lắm. Lên cái đùi của mình. Cái mẫu này là Liên sẽ để số vô ha. À dạ, làm sao thấy đây hơi khó nha. Bán chậu rồi bán cây là phải đứng đây quay nó lâu vậy nè. Mấy chị ơi thấy không, này mình chỉ là ướm cây để cho mấy chị online ở xa đó hay là ở gần nhắm cái cây mình chơi đều rất là to đẹp đó. Trồng khác là cái mình chậu được cái chậu độ sâu với độ rộng bao xuống nha. Mệt quá. Cây này Liên sẽ đo báo giá luôn. Chiều cao của cây này cũng là 10. Cây này 12 inch cao ha. Nó ngắn hơn cái cây nãy. Nó ngắn hơn 2 inch hay sao. Nãy mình đo 15, 16. Cái cây này là khoảng 12, 13. Chiều ngang cây này là từ đây tới đây là chiều ngang cây này là 12 tới 13, lại nó rộng hơn cái chiều ngang nãy tại nó nhiều nhánh hơn, nó tới 3 nhánh lận nè, 1 2 3 nhánh. Nhưng mà thật ra rất là nhiều nhánh dáng ở phía sau. Dáng rất là đẹp, cây này dáng rất là đẹp. Mình che tới đây nè, đó.
Cây này là không gãy không gì ha, chỉ có cái nhánh này bên farm đúng ship về á, vì nó có cái này rồi liền không, nó không phải mới đây. Rồi cây không bị gì hết. Thì sẽ làm số 74. Cây này là 105 đồng. Rồi, một cái rổ. Liên bỏ vô cái rổ ha, thấy bự không? Cái rổ này liên đo là thấy không? 14 tới 15 chiều ngang lận vô một rổ đó, là nó to lắm. Lấy liên đo không có hả? Kỹ. Mẫu 74 105 ha, là sunrise đột biến sunrise quest ha, là cái tên của cái cây này ha. Rồi, liên xuống của cái này. Mẫu tiếp theo là cây gì đây? Có cây gì cái bơm bóp cái đó. Ui giời ơi, nó bự quá. Quá trời bự. Này có phua và sen chùm ha. Hôm nay Liên có 1, 2, 3, 4 chắc mấy chùm á, 5 chùm hay gì đó. Là loại này ha, to đẹp ha. Liên sẽ để mẫu giá liền. Này cao là mấy cái mẫu này nó về 12, 13 inch không ha. To lắm. 2, 4, 6. Nhiều bông quá à. Hơn 20 bông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à, 20 bông ha. Cái này nó gọi là Red Waxing. Liên để số với đưa tên cho mấy chị liền ha. Rồi, mẫu này là 76. Rồi, Liên đưa tên cho. Đây là mã số của Red Waskin là 76 75 đồng ha. 76 75 đồng. Rồi, đây là cái cây tên mấy chị chụp hình giùm Liên nha. Red Waskin nha. Rồi. Đỏ lắm ha. Tại cái này Liên đang quay buổi sáng. Đứng ngoài rất là đỏ. Mấy chị thấy to bự đẹp đều ha. Cây này Liên lúc tôi bán rồi. Cây Liên đang làm số trên á, mấy chị cứ chốt đi nha. Cây này không bị gì hết nè, không gãy không gì hết nha. Còn nào Liên có sao Liên bán vậy. 75 mã 76 Liên có 5 mã 5 cái này thì mấy chị cứ gọi Liên nha rồi chốt ha. 75 đồng thôi ha. Giá hôm nay là tháng 5 ngày 24 2024. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Đây là mã mã số 77 90. Trời, không biết này chắc phải đổi nó mờ quá nãy giờ cái này rồi. Mã số đọc trên online là 77 90 đồng. Tại vì cây này rất là to bự mà rất là đẹp. Đây là mẫu của cái tên này là Cherry Blossom Pink ha. Cây rất là to bự. Thì online Liên sẽ chốt những cái mẫu này đi. Đó. Dễ thương quá em mình. Nó rớt lên đâu. Em mình nó rất khô sẵn ở đâu đó. Mình không thấy. Nó nằm ở đâu ta. Cái nhánh ở trong này nó rớt. Cái nhánh ở trong này nó rớt có một cái. Rồi. Xuống nha, mẫu này 90 đồng nha. 77. Liên có bỏ vô chậu. Ây da, rất là to. Ta-da. To lắm luôn. Màu này là của Liên collect vô cái đất rồi. Nó lên màu nè. Màu này mới về ship đi. Mã số 77 90 đồng. To lắm mọi người ơi. Nó khủng khiếp lắm nè. Đây. Cây này giá đặc biệt nha. Tại vì nó có hai màu mà có cái gân sọc á, đây nè, nó có cái gân sọc đen ở đây nè,
một cây mà nó có hai màu ha, nó tới ba màu luôn nha mấy hai, ba bốn màu va vô to à. Liên nhét lại cực lắm, nhưng mà Liên đã kéo mấy cái cành này xuống cho mấy chị thấy kỹ chút. Rồi đây là mặt bọc, cây này có hai màu ha, đây nè, đó, đây là cái cây này nó có hai màu mà nó sẽ rất là nhiều màu, rất là đẹp. Này là pink, cherry blossom pink ha, rất là đẹp. À, cái loại hoa này á, nó khác với mấy cái hoa khác á, là cái ở giữa nó cái kim của nó nhọn mà thịt nó đẩy lên á, nó giống như là cúc nhưng nó như hoa cúc nè, lúc mà nó chỉ cái lá cúp lại á, rất là đẹp. Nhưng mà nó khác những cái kia là nó cái chỗ phần này nó u lên á, và nó sát, có những cái bông nó sát nó liền hết, nhưng mà cái này nó giống cái cây khác vô á. nó u lên rồi, nó khi nó không có u lên là cái loại màu đen, tại nó cấy nhiều cái màu nhiều giống vô. Cái này là giống bự đẹp hai màu mà có 90 rất là to. Chắc Liên xuống để Liên lấy mấy cái mẫu này, Liên cũng không có nhiều, vừa bự vừa to vừa rẻ. Đây ôi, trời ơi, mẫu này giới thiệu mấy chị tới thường là 100+ luôn á, mà Liên này bán giá quá đặc biệt. Một cái bông khác màu, hai cái bông khác màu, đâu nữa rồi, nó có ba cái loại khác màu to lắm nè. Khủng khiếp chưa, mở ra luôn cái này cho mấy chị thấy rồi quấn lại thôi, mấy chị shipping online. Liên chỉ quay kỹ lại mấy chị chốt online nè, nhìn kỹ cho mình cây cây Liên nha. Liên chỉ chụp hình lại một lần thôi ha, thông cảm cho Liên bây giờ là rất là, tại vì cây nó có báo số báo mẫu ở trên rồi ha. Cái này là mã mẫu 77 90. Liên dán cái dán ở đâu rồi, là bây giờ dán lên luôn mã 77, Liên đã báo tên rồi, 77 90. Giá đặc biệt nha, cây này thường thường vô collection là rất là 100+ một bó lận á, 120, 120, 121 một bó. Hôm nay bán cái cây nào giá cũng đặc biệt hết. Cho nó lên đầy này cho nên dễ nhìn. Chị thấy không? nó bên này màu xanh, rồi cây này đặc biệt lắm, nó có cái, nó có u thịt lên, rồi nó có lá nhọn, nó có lá tròn, nó có màu tùm lum, bự to đùng luôn. Sướng quá, nhìn cái cây mà nó đã quá trời. Rồi nãy giờ được có mấy mẫu hả? Ồ. Tiếp theo là mẫu chocolate. Đây là mẫu chocolate. À, tùy cái farm nó đưa nha. Có farm thì nó đưa cái này là biết ben lá chọn, nó đen xanh đó. Nhưng mà cái này nó pha ra cái màu nâu thì cái farm nó đậm. Cái này cũng có mấy cây thôi. Đâu rồi ta? Ui da, qua em thóc dòng chưa lấy ra nữa. Đây, to bự đẹp ha. Nó cũng thuộc dạng hai màu, ba màu, tại vì nó có cái va của half moon đó, xanh đen nè. Đâu, sao cho mấy chị thấy được. Ta-da! Đây, xanh đen nâu, xanh đen half moon nè. Lá tròn. Đó, đẹp chưa? Cây không bự lắm, cái cây là nó bằng một cái thân con ta cái dày lắm, dễ trồng, khỏe mạnh. Đây nè, Liên lấy hết báo ra nè, thấy không? Nhờ cây này nó có một cái half moon, nó có chia đều hết. Cái này gọi là chocolate ha. À, cái cây này nó có chùm riêng nè, nhưng mà chùm riêng này nó có half moon, nó có màu đỏ, nó có màu đen sọc. Đợt này quá đẹp mấy chị ơi, coi là lá cứng nè, cứng ngắt nè. À, một chùm nó là tới 2, 4, 5, 6, 7, một bên một nhánh nó là 7-8 bông, nhánh thứ hai là có một bông đó. Nói chung là Liên làm kỹ chút xíu, tại vì mấy cái bó kia cũng bự giống vậy, đẹp lắm, chắc nặng lắm, rất là nặng, này ship đi rất là nặng. Mấy cái này là lá khô ha. Rồi xuống cái mẫu này là 78 nha, Liên sẽ báo giá rồi báo cho mã số 78.
78. Rất là đẹp, rất là to luôn. Mẫu này hơi đắt tiền nha, hơi cao nha. Mẫu này lúc trước là biên bán 85, hôm nay bán có 80. Hồi xưa là 130 một bộ luôn. Bây giờ giá cũng đỡ, cũng đẹp. Mã số 78, 80 đồng. Chốt mọ gửi đi nha. Sao dán ở đây không ai thấy hả? Cho dán lên đây cho nhiều người thấy, biết gì để thấy. To lắm nè, một. Trời ơi, cái cây này nó đẹp quá. Ở đâu mấy chị ngắm đủ hướng, đủ dạng nha. Có thể sọc, có thể xanh, có thể gì tùm lum hết. To đẹp chứ. Rồi mẫu 78, 80 đồng. Liên xuống nha. Tại vì Liên cũng có 1, 2, 3, 4, 5. Vườn Liên nhiều lắm. Dạo này về bán cho nó tươi. Bán hết rồi. Không có đường để đi. Cái tên này phải đưa nha, này đọc cái tiếng nó hơi mệt. Đâu rồi? Cái này đọc hơi mệt. Ồ đây. Mấy chị ngắm giùm Liên, cái này đọc là Taiwan Verdegi. Taiwan Verdegi. Đây nha. À, mẫu này là mẫu 65, Liên bán 65 đồng. Giá đặc biệt nha, cây này thường thường giá rất là đẹp bạch. Taiwan Verdegi ha. Liên có cái tên với cái mẫu Taiwan Verdegi đây. Mẫu infarm nó sẽ vàng hồng, rất là đẹp. Cái mặt sau lá là hồng nè. Cái cây này nó có va vàng nè, thấy không? Nè. Bông một chùm này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khoảng mười mấy bông luôn ha. Rồi Liên chỉ có cũng có mấy bụi thôi, không có nhiều ha. Liên có mấy bụi thôi. Rồi Liên làm số là mã số 65, 65 đồng. Giá đặc biệt nha, cái cây này 80 luôn á. Liên mấy hôm nay Liên nhiều hàng bán giá đặc biệt lắm mấy chị ơi. Ghé vườn của Liên đi, 65 đồng. Hàng mới mà 65 đồng. Đó, mấy chị chân như vậy nè. Đẹp không? Có sao mua vậy nha, mã 65, 65 đồng. Một cái bông này để Liên lo thử chơi cho vui nha. Một cái bông này là 4 inch rưỡi. Nó có màu vàng, có màu hồng ha. Liên đã đưa cái mẫu tên rồi. Taiwan Verdegi, Taiwan Verdegi. Cái này hàng mới về thôi, mấy chị chồng sẽ lên mẫu rất là đẹp. Rồi xuống, Liên sẽ bán tới cây khoét đây. Đây nè, cái mã số hồi nãy Liên báo là 78, 80 đồng. Mấy chị thấy không? Trời ơi, nó đẹp gì đâu. Cái màu thật đẹp của nó nè. Trời ơi, lá hát muôn cưng quá luôn nè. Thấy chưa? Cây này vòng ngoài đen nè, có một đốm đen. Cái màu nó, cái màu này nó sẽ có lai đỏ với mi chocolate mà mình pha với đen với đỏ với xanh đó mấy chị. Nó rất là sọc, nó rất là đẹp. Có khi cái chỗ nó đen mung, cái chỗ nó thì nâu đen. Lá nó, trời cái lá nó khô mà nó cũng hai màu nữa. Thật là cute. Ui ui, nó đẹp quá đi. Bữa giờ mình không có giữ cái nào hết. Rồi chốt ngày gửi đi nha. Đó Liên nãy quay thêm là những cái mẫu mà mấy chị nói đó, nó có thêm một hai cái, không có nhiều, thế nên một đẹp quá đi. Bây giờ quay tới bán khoét đi, nhiều đồ lắm. Đây tới đột biến Sunrise Va ha. Cái này là của Minh Khoa, mình móc ra nó làm sao mình bán vậy nha. Cây này không bị gì hết. Dán màu Sunrise nó cũng có half moon hay màu ở trên cái đột biến á. Đây là half moon của màu vàng, đây half moon xanh. Cái thân nó cũng va theo nữa. Cái này dấu va nha, chứ không phải bị cái gì hết. Cái va của màu nó đó, cái màu va chứ không phải là giống cái màu cây ha. Màu cây đây
thân, mặt trước dày nha. Rồi, mình sẽ đo cái này là làm số liền nha. Sunrise. Sunrise, dáng cây sunrise này 13 inch cao nè, 13 inch cao ha. Rồi chiều ngang của cái cây này là 12, 11 tới 12 ha. Liên báo số là 79, mã số 79. Đó, cây ngày cao to đẹp nè. Bự quá mấy chị ơi, sunrise bự quá đi. Ơi ừ, nó đẹp gì đâu coi nè. (cười) 79 mã số 100 đồng. Mã số 79 100 đồng. Mã số 79 100 đồng. Giá đặc biệt chưa? To lắm một bản một. Bản thịt của nó không là mình đo tới 6 tới 7 inch ha. Nguyên gọn nguyên cái bản của nó là tới 12 inch ngang, cao 13 luôn. Đó đẹp chưa? Thường mình trồng tới đây nè, trồng theo cái mắt của nó này, thấy không? Đẹp quá. Chưa dọn xong cái kia nó quay chậu. Đi xuống mẫu này nha. Cây không bị gì hết nha. Bên phèm nó gửi mình sao mình bán điện ha. Rồi, không bị gì hết. Ship đi ok. Rồi. Mã 79 100 đồng. Trời ơi, cây này xoắn đẹp không? Sunrise luôn. Sunrise rất là nhiều hàng, sunrise rất là đẹp. Rồi. Mẫu này là 80. Khoát mình sẽ đo sao. Trời đẹp chưa? Cái màu của nó nè. Ui, kêu quá. Dáng nó xoáy tròn nha. Thấy không? Mấy chị chồng dáng xoáy tròn. Rồi, cái này là cái dấu của farm nó đưa vô cái hàng nó quấn á. Nè. Đó, rồi không bị gì hết ha. 95 đồng. Mã số 8 95 đồng. Ui da, dính. Mã số 8 sunrise, mã số 80 95 đồng sunrise 85 dollar. Mã số 8. Quên mã số 80, cái số 8 mà thiếu số 0. Ôi, cái thơ này cũng đẹp ghê. Cái dáng đó nè, nhìn cộng tới, cộng lui, cộng xuôi. Cái này thường liên gọi là đấm đấm. Vô một đấm, một lũng. Rồi, cây này không bị gì luôn. Cây này nó đầy. Bên farm nó chi giống cây đó. Cắt. Rồi, trồng không gì hết nha. Sunrise. Sunrise đây. Sunrise. Đó, và nó gì nè mấy chị ơi. Rồi, cây này là mẫu 81. Liên sẽ đo sai luôn nha. Mẫu 81. Đo đẹp ha. Cây không gì hết. Trồng. Ta ta. 95 đồng. Mã 81. À quên đo sai, chút xíu nữa lộn. Xíu quên. Cây này là 10 như đâu tại đây là 10 11. Nó 12, 11 tới 12 ha, cao. Chiều ngang cây này là 10 11, 10 11.
Tại vì đây đâu chính xác không được. Tại nó vậy nè. Mà Liên thấy là nó nằm số 10, số 11. Rồi Liên xuống mẫu này nha, Liên đo sai rồi. Ây da. Cái này mấy chị ơi, rất dáng rất là đẹp. Mỗi lần Liên về cây này á, Liên hay quay để kỷ niệm á, xong rồi Liên bỏ vô Liên trồng có rễ ha. Thì mấy cái cây này thật sự ra khó khó có tìm dáng đẹp mà nguyên cái thế là rất là đẹp. Mấy chị thấy ngộ không? Nè thân nè. Mà cây này Liên không có bán nha. Không có gửi đi. Tại vì mấy cái cây này dạng có sình nó dáng hiếm. Mỗi khi mình có vấn đề gì mình tiếc lắm, người ta gửi tới đây là cũng ok lắm. Rất là đẹp. Mà Liên trồng lúc nào cũng đẹp hết. Chừng Liên sẽ quay lúc nào Liên chính cũng quay về cây á thì mấy chị sẽ ngắm được ha. Đây là cái phần cây nè. Mấy chị thấy về không? Đó, như vậy là rất là gọi là tốt lắm luôn rồi đó. Mình chơi cái này thì mình hơi trọng quá. Nó hơi gọi là cái gì, tìm hiểu gì nó nhiều cái cách trồng. Nó rất là đẹp. Khi làm rễ lên rất là đẹp. Cây này nó lượng từ sao ta? Bên cái sóng này nè, nó lượng bên cái sóng này. Mà nó về đây nó còn cái dáng rất là đẹp, mấy chị thấy không? Khi mình trồng có rễ lên rồi á, rất là đẹp. Bởi vì khi Liên bán cái cây này là Liên trồng có rễ là nó tỉnh rất là đẹp. Nhưng mà Liên cũng nhiều khi Liên cũng bắt đầu giống như là thật sự không muốn ship mấy cái này luôn. Uống cái cây rất là đẹp. Bên này nó có lượng sóng nè, nó giống như một cái cảnh, anh chị thấy không? Đó. Nè, về nè. Nó có cái phần là bên farm nó đưa sao á là mình bán vậy chứ không có vấn đề gì hả. Rồi, thôi Liên xuống nha. Cây này rất là dễ thương. Nó em ấy dễ tổn thương. Kiếm chậu để cho em thôi. Em quá là dễ tổn thương. Cái cây này nó thuộc dạng nghệ thuật. Nó mọc lên rồi mình cũng phải dưỡng nó. Đậu rồi. Xinh quá à, để như đây đỡ. Rồi. Clip ở đây nó cũng hơi dài. Hôm nay Liên sẽ làm clip thứ hai ha, tạm ngưng ha. Thì Liên đi soạn chậu ha mấy chị ơi. Clip thứ hai là Liên sẽ chọn soạn chậu, mẫu chậu quay cho nó vui ha. Để mấy chị ướm. Rồi. Hôm nay là tháng 5 ngày 24/2024. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Vườn Liên rất là nhiều cây để bán luôn. Nhưng mà lúc nào cũng có thời gian quay mấy chị bán được. Quay mẫu nào bán được đó. Đây là cái cây Moonlight nè. Nó to nè. Chậu mẫu chậu của Liên về nè. Đó, mấy chị thấy đẹp không? Liên bỏ thử nè. Đó. Mẫu của Liên về hoa mai nè. Màu kem rất là đẹp. Cái mẫu này là cái chậu này Liên về tới 10 đâu rồi? 9 cao hả? Sao có 9? 10 cao nè, bị ngang. Trời ơi, chứ không có năm mà thôi, mình không có bán chậu, mình chưa có quay ha. Tạm thời Liên chỉ là mẫu nè. Cái hoa của Liên Moonlight Liên bán bữa nay nè, hình như 70-75 gì đó. Nó Liên coi lại nha, tại Liên bỏ số rồi, này là đang là mẫu, Liên không dám báo bậy lộn lung tung, rối hết. Tại nãy dán bên kia đó, chỉ làm cho mấy chị chốt đi thôi, để đâu rồi đó. Mình để đâu rồi. Bye bye, để Liên sẽ làm clip thứ hai là về chậu nha. Đi khui thùng, khui chậu, Liên mới vừa làm cái kệ bên kia để trống, để bắt đầu làm chậu, làm đồ ha. Chúc mọi người yêu sen đá vui khỏe ha. Có những cái cây mình phải tự dưỡng lên rồi mình mới bán cho mấy chị ha. Có những cây thì về tươi, ship đi, an toàn, có sao bán vậy.
Hôm nay thứ sáu, cuối tuần, ngày mai cũng thứ bảy chủ nhật, chúc mấy chị bên gia đình vui khỏe. Ai có vườn sen thì ra vườn sen chăm sóc sen, tưới cây ngắm sen. Còn chưa có mẫu nào thì liên bán, có mẫu nào mấy chị chưa có thì collect về nhà trồng. Rồi Liên đi về chậu đây, những cái sen hồi nãy Liên nói nó to nè, thấy không, cái thùng này lớn lắm, thùng này tới 30 anh ngàn. Đi vào chậu nè ha. Chính bận tưới cây. Ơi, cái bụi này mình bán 2 màu nè, 90 đồng, nó to ghê không? Xếp hàng thôi, xếp hàng thôi. Ui, đẹp quá. Rồi, bye bye mấy chị, chúc luôn vui khỏe ha. Mà cái bụi này thấy thương không? Thường mới về nó hay rụng lá lắm. Ừ, Liên phải dưỡng nó đứng lên. Còn mấy chị nào mà chơi qua rồi á thì sẽ hiểu, nó rụng rồi nó lên lá con ha. Trời ta đó. Rồi nó, nhưng mà chủ yếu là lá mình quăng nó đứng lên hết thôi. Ừ. Trời ơi, đẹp. Mốt mình sẽ để hàng Ichi ở đây. Ta ta. Đây nè, đó Liên về chậu đó. Liên đang làm kệ á. Quậy tứ tung hết á mấy chị ơi, mới vô làm cái chỗ này nè. Gọn gàng xong, bye bye. Giá rẻ đẹp nha, bây giờ nó như hoa hồng cúp lại dễ thương ha. Đây là như bông hồng nè đó đó đó. Ồ, cái cây này đẹp quá ha. Nên có cái cây khoét này nè, ra rất màu, rất là đẹp. Cây này đặc biệt lắm nha. Ồ, nó dựa vô, cái dáng cũng rất là đẹp. Đó, nãy giờ Liên đang quay nhiều đồ lắm. Thôi xuống nha, bye bye. Có những cái cây mình nó màu xanh, lá xoắn dợn, giờ nó màu hồng vàng. Cái này lúc nó ngủ đó, nó không có xoắn, nhưng mà lúc nó bung đó, nó xoắn dợn đẹp. Ui trời này thương quá, 2 màu hát muôn xanh, những cây đặc biệt á, nó hát muôn đẹp. Đây mình trồng cao lên đó. Mấy chị thấy cái cây nó cứng ngắc à. Cây này 1 gang mấy luôn à, nó từ 2 gang á là nó cao lắm. Trời ơi, mình phát hiện ấy à, đã bò lên tới đây. Bye bye, nắng lên rồi nè. Đi làm gì từ sáng sớm 7 giờ sáng chuẩn bị hàng để bán. Này lá khô nè mấy chị thấy không, cây này nè lúc Nguyên về nó tỉnh là đẹp ha, nhưng mà nó gãy cái chỗ này. Mình sẽ trồng nó lên tới đây. Thấy không, thấy đẹp không, mấy chị che này lại là ok ha, tại vì cây có rễ hết rồi. Liên sẽ có một mớ hàng chuẩn bị on sale cho mấy chị share cho mấy chị về trồng mấy cái này lại ngay cái khúc này nè đó, chỉ là cây có rễ khỏe.